Sở hữu phong cách đĩnh đạc, tự tin cùng sự hiểu biết sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, MC Lê Anh luôn để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả qua mỗi chương trình. Bận rộn với công việc giảng dạy và dẫn chương trình, nhưng Lê Anh vẫn luôn giữ được phong độ lịch lãm, chỉnh chu mỗi khi xuất hiện. Bí quyết trẻ đẹp ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng khám phá bí quyết tạo nên phong cách lịch lãm của chàng MC đa tài này. Xin chào khán giả của chương trình Bí quyết trẻ đẹp. Là một MC chuyên nghiệp thì Lê Anh không chỉ chỉnh chu mỗi khi lên hình đâu, mà còn rất là quan tâm đến vẻ ngoài của mình trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn như bạn đi dự sự kiện hay là đi dạo phố, gặp gỡ với những người thân và bạn bè. Trong đó trang phục và phụ kiện là vô cùng quan trọng. Và hôm nay Lê Anh đã có mặt tại một cửa hàng trang sức nam để lựa chọn cho mình những trang sức phù hợp trong mùa thu đông tới đây. Xin mời các bạn cùng đồng hành với Lê Anh nhé. Khác với phái đẹp, trang sức cho nam giới được thiết kế với những kiểu dáng rất nam tính, thể hiện được sự mạnh mẽ, đẳng cấp cho phái mạnh. Tuy nhiên, để chọn được trang sức phù hợp với phái mạnh cũng phải có sự am hiểu về ý nghĩa và giá trị của từng loại trang sức. Các bạn thân mến, trang sức dành cho nam giới luôn luôn có ngôn ngữ và biểu cảm riêng. Nó có thể là kiểu dáng rất là mạnh mẽ, khỏe khoắn, cũng có thể là một sự trang nhã và không loại trừ một chút mềm mại, nhưng mà rất là tinh tế và quyến rũ của đàn ông. Không biết chọn cái nào đây? Hòa cùng xu hướng lựa chọn và sở hữu những dòng trang sức nam sang trọng và đẳng cấp, Bảo Tín Minh Châu đã cho ra đời trang sức Sapphire, là dòng sản phẩm trang sức đá ngọc quý thuộc nhãn hàng Heritage của Bảo Tín Minh Châu. Nhãn hàng gồm những bộ trang sức đá ngọc quý được chế tác bằng công nghệ hiện đại, tinh xảo, không chỉ mang lại vẻ đẹp đầy quyền lực cho người đeo, trang sức Sapphire của Bảo Tín Minh Châu còn giống như người bạn đồng hành, lá bùa bảo hộ, mang lại may mắn, niềm tin, an lành và ý nghĩa tâm linh lớn cho người sử dụng. Không bị áp đặt bởi một kiểu dáng hay phong cách nào, dòng trang sức nam gắn đá ngọc quý Sapphire của Bảo Tín Minh Châu đã thực sự thoát ra khỏi những giới hạn của các dòng trang sức thông thường. Ngắm nhìn những mẫu trang sức nam gắn đá ngọc quý Sapphire tại Bảo Tín Minh Châu, không ai là không bị đắm chìm, bị mê hoặc. Chính bởi vẻ đẹp hoàn hảo ấy mà phái mạnh luôn lựa chọn trang sức vàng gắn đá ngọc quý Sapphire của Bảo Tín Minh Châu làm biểu tượng cho sự sang trọng, toàn vẹn và đẳng cấp của mình. Bây giờ có một việc quan trọng nữa Lê sẽ làm, đó là chọn cũng một bộ trang sức nữ mà gắn đá Sapphire cho người thân của mình. Điều này rất là quan trọng với Lê Anh, bởi vì là người này sinh nhật vào tháng 9 và đá Sapphire đó cũng chính là đá của tháng 9. Công việc chọn trang sức cho mình và cho người thương để chào đón một tháng 9 đặc biệt đã xong. Và bây giờ các bạn cùng Lê Anh nhé, đi chọn trang phục. Nếu như trang sức giúp làm tôn lên vẻ đẹp nam tính, sang trọng của phái mạnh, thì những bộ veston lại thể hiện được sự tinh tế, gu thời trang và đẳng cấp của nam giới. Để thể hiện được phong cách và sự lịch lãm của trang phục khi kết hợp cùng trang sức, thì việc chọn những bộ veston phù hợp là yếu tố vô cùng quan trọng. Các bạn thân mến, Lê Anh đang có mặt tại cửa hàng veston Phan Nguyễn. Mùa thu đông năm nay thì Phan Nguyễn có rất nhiều lựa chọn cho quý ông. Quả thực là các bộ trang phục này vừa mới mẻ, vừa trang nhã và lại rất lịch sự, mà tôi nghĩ là rất là cập nhật với thời đại nữa. Một người có kinh nghiệm mặc vest nhiều như Lê Anh nhưng vẫn cảm thấy bối rối vô cùng. Luôn đi đầu về xu hướng và phong cách thời trang cho nam giới, Phan Nguyễn Fashion được phái mạnh lựa chọn bởi sự đa dạng về kiểu dáng, sự ấn tượng về phong cách. Hôm nay Lê Anh chọn tông màu đen kết hợp với cả xanh. Xanh đen là một cái màu đặc biệt quyền năng đối với phái mạnh, nhất là khi kết hợp với cả Sapphire. Và đây nữa, lắc tay. Màu này lên đây thì vô cùng nổi. Bạn sẽ thấy nó hiệu quả bất ngờ. Chào đón mùa mới, Phan Nguyễn đã dành tặng phái mạnh rất nhiều những phong cách thời trang ấn tượng, từ áo sơ mi, quần Âu cho đến veston. Các bạn thân mến, đây là một sự kết hợp khác của Lê Anh. Lê Anh chọn bộ veston với tông màu xanh sáng, và cái áo sơ mi đặc biệt này nó sẽ làm tôn lên toàn bộ cái bộ veston này. Điều quan trọng là cả áo sơ mi lẫn veston vẫn phải đồng bộ với nhau trong một tông xanh. Xanh đậm và xanh da trời, các bạn thấy không ạ? Rất là lịch lãm. Và chúng ta không thể quên được sự kết hợp với trang sức, vẫn là Sapphire các bạn thấy đấy ạ. Sapphire quyền năng và tông màu xanh đen chủ đạo. Tuy nhiên, lần này Lê Anh không chọn vàng màu mà Lê Anh chọn vàng trắng. Vàng trắng tạo ra một cái sự lịch lãm tuyệt đối, hơi lạnh một chút nhưng lại tạo ra cho người đàn ông một cái sự quyến rũ. Tôi nghĩ rằng điều này rất là hấp dẫn đối với các bạn nữ. Các bạn hãy thử lựa chọn này xem thế nào nhé. Một chút le lói ở cổ, đây chính là một quyền năng khác mà người đàn ông có được từ chiếc vòng cổ này. Rất là đẹp đẽ đúng không ạ?
là thương hiệu thời trang được phái mạnh tin dùng, thời trang Phan Nguyễn đã làm thay đổi những quan niệm xưa cũ về thời trang dành cho nam giới bằng việc cho ra đời rất nhiều những phong cách, kiểu dáng thời trang nam vô cùng tinh tế và sang trọng. Veston tưởng chừng như khó có thể phối cùng trang sức, nhưng với những trải nghiệm ngày hôm nay của MC Lê Anh, có thể thấy veston và trang sức không chỉ phối hợp một cách đồng điệu mà còn giúp nâng tầm phong cách đẳng cấp của người đàn ông thành đạt. Tiếp tục là một sự kết hợp nữa khá là mới lạ với quý vị phải không ạ? Quý vị thấy là Linh có hợp với tông màu nâu vàng này không? Xin tiết lộ với quý vị một chút, Linh mệnh thổ cho nên cũng khá hợp với màu vàng nâu. Và đối với rất nhiều quý ông thì màu vàng nâu này cũng là một màu rất là quyền quý. Và vẫn đi được với cả Sapphire quý vị nhé. Vẫn là Sapphire, tông chủ đạo của tháng 9 của chúng ta, của thu đông năm nay. Thế nhưng mà Sapphire, vàng màu và tông màu nâu này thực sự đã tạo nên một sự sang trọng mới cho những quý ông thành đạt, đặc biệt là các bạn doanh nhân. Linh rất khuyên các bạn nên có sự lựa chọn như thế này. Chúc các bạn sẽ trẻ, đẹp, tự tin và thành đạt. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bảo Tín Minh Châu, giữ tín nhiệm hơn giữ vàng.